Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay về cái câu chuyện liên quan đến cái số tiền của các ca sĩ về dưới Đồng Tháp để trao cho gia đình anh Vân Quang Long nha mọi người. Thì chia ra làm 3 phần, một phần cho gia đình cha mẹ anh Vân Quang Long, một phần cho bên Trắc Kỳ Trắc Khi và một phần cho Linh Lan và bé Helen. Thì đến chiều nay một cái thông tin mới là đã gửi số tiền qua bên số tài khoản mà Linh Lan cung cấp đó, Phan Thị Ngọc Linh đó mọi người, để chuyển cho bé Helen rồi. Nhưng Linh Lan lại không muốn nhận cái số tiền đó và muốn dùng số tiền đó để gửi lại cho cha mẹ của anh Vân Quang Long, tức là làm quà để cho cha mẹ anh Vân Quang Long an dưỡng vào tuổi già. Thì chị ấy đã livestream, thì cũng xin phép chị Linh Lan cho Lực Tàng lấy cái khúc ghi âm để đưa lên cho tất cả mọi người cùng nghe về cái câu chuyện mà chị Linh Lan gọi điện cho anh Phan Đình Tùng cũng như anh Quách Tuấn Du sau khi cái cuộc livestream kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ mời tất cả mọi người vào để theo dõi xem cuộc nói chuyện nó như thế nào, rồi chúng ta sẽ phân tích vào câu chuyện vào ngày mai nha mọi người. Rồi mời tất cả mọi người ạ. Đầy đủ em. Đang đang đi ăn tối được trước khi về này em. Dạ dạ anh ơi, cho em gặp anh Phan Đình Tùng một chút xíu được không anh ạ? Rồi. Dạ dạ em cảm ơn anh. Dạ em chào anh Phan Đình Tùng, phải anh Phan Đình Tùng không ạ? Alo. Dạ anh Phan Đình Tùng phải không anh? Alo, nói lớn lớn anh nghe em rõ. Dạ anh Phan Đình Tùng phải không anh? Đúng đúng rồi. Dạ dạ anh Phan Đình Tùng ơi, em bé Lan đây. Thì hồi chiều á thì em rất là nể và rất là mến khi mà lần đầu tiên nói chuyện với anh. Thật sự mà nói là anh đúng là một người anh rất là công tâm và nói chuyện rất là hay và giải quyết cái vấn đề này cũng rất là hay. Thì bây giờ em nói anh Phan Đình Tùng cái chuyện này, em rất là trân trọng các anh là đã hát quyên góp cái đêm nhạc đó để quyên góp cho ba đứa con của anh Long. Thì thật sự là em rất là trân trọng cái điều đó. Nhưng mà bây giờ em cho em có ý kiến vậy. Em cái phần của Helen á, cái phần của Helen á thì em sẽ nhờ anh nói là không có chuyển khoản cho em nữa, mà bây giờ chuyển khoản thẳng vô trong tài khoản của ba mẹ luôn. Vì em muốn tặng cái số tiền của Helen, em thay mặt con của em muốn tặng cái số tiền, cái phần của Helen đó cho ba mẹ để cho ba mẹ dưỡng già. Quá là dễ thương cái tấm lòng của em. Nhưng mà giờ cái vấn đề ở đây là cái điều đó là bây giờ nó ngoài phạm vi của nhóm của anh rồi. Là bởi vì tụi anh chỉ biết là khi mà tụi anh làm cái chương trình đó là tấm lòng của khán giả, và tấm lòng của khán giả thì việc các anh chuyển đến là các anh là làm cái nhiệm vụ đó thôi. Rồi sau đó cái tấm lòng đó em như thế nào thì em sẽ liên lạc tiếp với ba mẹ của anh Long để mà em tư chuyện cũng như là em sẽ thực hiện cái nghĩa cử đó. Chứ còn vấn đề là tụi anh không có làm được những cái động thái tiếp theo, bởi vì như vậy nó sẽ nó rối và nó ngoài cái phạm vi của tụi anh nhé. Nhưng là bây giờ anh nghe điều đó thì anh ghi nhận cái tấm lòng của em và anh định truyền tải cái điều đó đến ba mẹ của anh Long. Giống như anh cái tiếp theo đó là anh nói với em là em sẽ chính là người thực hiện cái điều đó, vì số tài khoản của ba mẹ anh Long chắc là có ở trên mạng đó. Rồi không thì em tin thẳng với ba mẹ Long hoặc là em tin từ anh lập chủ anh Lương Gia Huy đó, hai em sẽ có. Và cái việc tiếp theo em có muốn gửi em chuyện gì đó là em cứ thực hiện như vậy rồi em đưa chuyện với hai bác. Và anh cái điều đó là cái mà anh rất là thấy là cái tấm lòng của em ha, điều đó là rất tuyệt vời ha. Còn việc tiếp theo hai bác có tiếp nhận hay không hay hai bác nào thì cái đó thì hai bác và em sẽ trao đổi với nhau nhé. Dạ anh Phan Đình Tùng ơi, em nói anh cái này, giống như là em với lại ba mẹ bây giờ cũng có cái khoảng cách á, cho nên là em muốn nhờ, tại vì hồi chiều giờ em nói chuyện với anh em rất là mến anh, cho nên là em muốn nhờ anh chuyển lời giúp em là bây giờ á em không thể nào liên lạc với ba mẹ được đâu, tại vì em với ba mẹ hiện
cực gần cho lắm. Cho nên là bây giờ em nhờ anh là chuyển lời giúp em, là bây giờ không có chuyển vô cái tài khoản của Helen nữa, mà anh nói là bé Lan sẽ tặng cái số tiền của Helen, riêng của Helen đó nha, tặng cái số tiền đó cho ba mẹ dưỡng già. Dạ, anh chuyển lời giúp em. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó là cái tấm lòng thôi, chứ dạ. Còn anh suy nghĩ như này là Lan. Dạ. Việc đó là việc mà em ra cái vai trò là em là mẹ của bé Lan, nhưng cũng là một người đại diện thôi. Dạ. Tức là em đón nhận cái số tiền đó thay mặt cho bé Helen, để em quản lý số tiền đó, để cho em chăm sóc bé Helen thôi. Còn em, anh nghĩ rằng á, có lẽ là em suy nghĩ kỹ thêm. Em suy nghĩ kỹ rồi. Thực hiện cái việc đó được đâu. Là bởi vì á, cái việc đó là cái số tiền đó là của bé Helen. Bé Helen mới có quyền quyết định. Em là người quản lý thôi. Em quản lý cái số tiền đó thay cho bé Helen, chứ không phải là số tiền đó là của em. Em hiểu ý anh không? Em hiểu. Nên anh nhớ điều đó thì em không có làm cái việc đó được. Tức là em không có quyết định cái số tiền đó thay cho bé Helen được. Nếu em có cái lòng với hai bác á, thì em có số tiền riêng. Em biếu hai bác 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 5 tỷ gì đó tùy em. Nhưng mà cái này là số tiền này là của hội nam nghệ sĩ, là nhờ từ tấm lòng của khán giả và chuyển đến nhờ em giữ và chăm cho bé Helen nhé. Dạ. Thì em cũng nói anh. Việc quyết định đó thì anh theo pháp luật thì sẽ để đến bé Helen đủ tuổi trưởng thành, bé Helen có quyền quyết định, tự bé Helen sẽ quyền quyết định cái đó. Còn bây giờ em sẽ tạm thời em giữ chụp cho bé Helen, hiểu ý anh không? Dạ. Có thể em chưa sử dụng vào cái số tiền đó, mà em cứ lưu giữ, em bỏ vào cái tài khoản em lưu giữ đó cho bé. Dạ. Em không có thay mặt cho bé mà em thực hiện cái việc là em chuyển cái tấm lòng đó em biếu cho hai bác. Dạ. Việc đó em việc đó là lẽ là anh nghĩ rằng không có dạ. Lý đâu. Em biết, nhưng mà anh Tuần cho em nói anh này, thì giống như là hồi cách đây khoảng mấy ngày trước á, thì cũng có một chị Mạnh Thường Quân, chỉ bỏ tiền túi chỉ ra một mình chỉ thôi, mà cho Helen tới 100 triệu, thì giống như là chỉ đã cho Helen 100 triệu, thì bây giờ em cũng bỏ cái 100 triệu đó của chị Tina đó vô trong tài khoản riêng của Helen rồi. Thì bây giờ cái phần của anh với lại mấy anh em ca sĩ đó, đồng nghiệp của ba của Helen đó, thì bây giờ em muốn cái phần này á, là em sẽ thay Helen nó anh để tặng cho ba mẹ, để ba mẹ dưỡng già thôi, để kiểu như là báo hiếu thay anh luôn. Anh hiểu cái tấm lòng của em rồi, mà anh quay lại anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Dạ. Việc đó các anh không thể được nhận được cho em, vì anh của anh đã phải làm xong cái nhiệm vụ của anh rồi, anh không thể làm những cái việc sau đó. Và anh chỉ chia sẻ với em là cái việc đó thì hãy tính sau đi ha. Và chắc có lẽ là anh cũng không công, anh hãy dừng lại ở đây, dừng cái cuộc nói chuyện này ở đây nhé. Và cảm ơn em một lần nữa. Anh rất là hợp tác với các trong cái buổi chiều vừa rồi nhé. Dạ, em cũng cảm ơn anh mà rồi. Nhưng mà còn cái tài khoản thì thôi các anh đừng có chuyển vô tài khoản đó nha. Rồi anh ghi nhận cái chia sẻ của anh. Dạ, anh đừng có chuyển thì okay. anh chuyển lời lại giúp em với ba mẹ trước đi. Còn anh đừng dạ. Lời cái của em rồi. Dạ. Đấy nhá. Dạ. Bây giờ anh xin dừng đi, buộc anh dừng ở đây nha. Dạ, vậy anh chuyển lời giúp em nha anh Tùng nha. Cảm ơn. Rồi đừng có chuyển vô tài khoản em nha anh. Anh nói anh dạ. Các anh đừng có chuyển vô tài khoản em nha. Rồi, cảm ơn. Em cảm ơn anh. Dạ. Anh chuyển lời giúp em đi. Em chào anh. Cảm ơn con Du. Anh Du ơi, em Du ơi. Anh Lâm Vũ đã chuyển bản thành công cho tài khoản của em rồi, đã nhận được em báo cáo lại cho bên nhà đi thì chắc chắn nha. Dạ, nhà dạ sao anh? Vừa chuyển khoản qua bên tài khoản đó, em coi lại cho anh cái.
À, dạ em không có nhận được đồng nào hết trơn nha anh, nhưng mà em cũng chờ tiếp rồi xíu. Dạ. Tôi các báo cáo nhận được chưa? Dạ. Đã chuyển khoản thành công rồi nè, ở tài khoản là Phan Thị Ngọc Linh. Dạ. 0701196109 48 Sacombank Sài Gòn Trung Tính. Nội dung là anh em nghệ sĩ tiền đến nghe lên con cô Long. Dạ, không có đâu anh. À, khi nào mà giả tỷ mà có thì em trong máy em có. Thì các anh cứ chuyển lại lại với ba mẹ giúp em. Tại vì trong thời gian này anh Du hiểu không? Em rất là có khoảng cách với ba mẹ, khoảng cách rất là xa, cho nên là em không thể nào tự mình. Dạ, em không thể nào tự mình. Bây giờ chuyện đó mình sẽ nói sau đi. Bây giờ cái cho bạn muốn cách lên để cho anh về lại Sài Gòn đó. Dạ. Thì bây giờ là nếu như em có nhận được thì em phải báo lại cho anh biết luôn để cho anh ở trong phòng cửa lại cho em làm báo cáo. Dạ. Em không có nhận được. Dạ, em không có tới. Tới lúc này em vẫn không nhận được cái đồng nào hết, nhưng mà thì em nhờ anh Tùng rồi, thì anh Tùng ảnh sẽ chuyển lời lại giúp em, rồi nãy giờ chuyển lời lại giúp em xong đi rồi coi ba mẹ anh như thế nào thì mình tính tiếp nha anh. Dạ. Bây giờ nè, nó nghe nè, bây giờ tại vì tụi anh người chị cũng đã thống nhất với nhau là chuyển qua tài khoản của hai bác. Dạ. Của hai bác là để nhà hai bác chuyển cho con của chị Vân. Dạ. Bây giờ cái lần thứ hai là chuyển khoản qua bên em. Dạ. Đã thành công rồi, còn bên em chưa nhận được tiền. Có lẽ do là cái giao dịch của ngân hàng thôi. Thì giờ dạ. Em khi em nhận được, em thấy báo cáo là có tiền vào rồi. Dạ em. Không có nha. Trong tài khoản em là không có tiền. Em có đăng ký có. Dạ có. Dạ có. Giống như anh Hàng Thái Tú hồi bữa nhờ chị Ngân á. Chị Ngân chuyển cho em đó, thì chị Ngân chỉ vừa chuyển cho em là có trong máy em liền. Ok phải không? Dạ. Rồi ok. Thì bây giờ ngày mai em có nhận được lúc nào thì em ngày mai cứ nhắn